Làng hành Vĩnh Hải có một lời đồn nghiệp chướng răn báo oán, khiến cho cả vùng quê được mệnh danh là Vương quốc hành dậy sóng. Lời đồn xuất phát từ việc một cặp vợ chồng sinh được một đứa con, sinh ra lại khoác trên mình bộ da rắn, ngày đêm cứ tróc vảy, tóe huyết. Sự sống của đứa con mới 11 tháng tuổi lại chỉ có thể được duy trì bằng những liều thuốc kháng sinh và giảm đau. Cháu nhỏ khóc cả ngày lẫn đêm trong sự day dứt và hoảng sợ của cha mẹ, vì ngày xưa đã trót ăn phải thịt rắn thần. Ở Vương quốc hành, phần lớn đồng bào Khmer cư ngụ nhiều đời. Họ sống bằng nghề trồng hành tím, nhiều người mù loà cũng bởi vì mùi hành. Nét nổi bật trong kiến trúc tín ngưỡng tôn giáo là những ngôi chùa đều thờ các tượng rắn naga chín đầu. Rắn được xem là vị thần canh giữ chốn linh thiêng, một biểu tượng tôn kính tuyệt đối trong đời sống tâm linh của người dân. Chính vì vậy mà câu chuyện đau thương về cặp vợ chồng Kim Soda sinh năm 1986 và chị Lâm Thị Quan sinh năm 1988, sinh con trót mang bộ da rắn, gây bàng hoàng tại ấp Trà Xết thuộc Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Chốn náu thân của người hóa rắn tại ngôi nhà toang hoác nằm ngay giữa cánh đồng hành. Chị Quan lúc đó đang điệu thằng nhỏ trên lưng, lom khom tới ruộng hành. Từ ngày đứa con được sinh ra, người dân nơi đây vẫn chưa hết ngỡ ngàng và lạ lẫm. Họ chưa tìm ra lời giải đáp nào thỏa đáng, nên cứ tò mò đồn đoán. Anh Soda mệt mỏi buông dây tưới, thẫn thờ kể về đứa con của mình. Đi đâu làm gì, vợ chồng tôi cũng ôm con theo. Cháu được 11 tháng tuổi rồi, nhưng vẫn khóc rất nhiều. Vì cháu đau đớn lại không ăn uống được gì, nên nuôi rất vất vả. Lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh Soda, còn chị Quan thì mắt lúc nào cũng ướt. Không biết là do hành làm hay là do chị buồn tủi mà khóc. Thằng con thì nằm rũ rượi trên lưng mẹ, nó ngủ mà nước mắt vẫn cứ ướt đẫm. Chị Quan bảo rằng, như bản năng, cháu không dám cựa mình chút nào, vì sợ đau và cũng sợ máu chảy ra. Con nằm ngủ ngoan lắm, khóc cũng im lặng. Hơn một năm trước, anh Đa lấy chị Quan. Cả hai sức khỏe đều hoàn toàn bình thường. Thời gian mang thai, chị Quan cũng không hề có biểu hiện gì kỳ lạ. Đi thăm khám tại bệnh viện ở thị xã Vĩnh Châu, bác sĩ kết luận thai nhi phát triển bình thường. Ở xứ sở của hành, khi mang thai, chị Quan vẫn đi làm hành như mọi người. Có điều do ảnh hưởng từ các chất xúc tác nên vùng này có rất nhiều người đã bị mù. Từ lâu, biệt danh Vương quốc mù được người ta gọi như một thói quen. Anh Đa thì nghi ngờ cơ thể vợ mình bị nhiễm độc trong quá trình làm hành. Tuy nhiên không ai khẳng định được nguyên nhân đứa con mang mầm bệnh là do đâu. Bởi từ bao năm nay, có hàng trăm đứa con cũng chào đời trên cánh đồng này, ăn ngủ cùng hành, mà chúng có sao đâu, chúng vẫn khỏe mạnh, vẫn là những người bình thường đấy thôi. Dư chấn của hành là những đôi mắt mù loà, điều này thì ai cũng rõ. Họ rồi, nên đứa con bất hạnh kia ắt là phải có một lời nguyền oan nghiệt nào đó từ đời cha mẹ. Đứa con vừa lọt lòng mẹ thì toàn thân đã thâm đen và tím tái, không giống với da của những cháu nhỏ khác. 3 ngày sau thì da cháu bắt đầu khô và xuất hiện những vết nứt dài trên vùng bụng, cổ, mặt và toàn thân. Nhìn cứ như vết nứt của những cánh đồng khô hạn đang khát một cơn mưa. Những vết nứt ấy hở ra lòi mỡ, làm cháu đau đớn quấy khóc suốt ngày đêm. Vợ chồng anh Đa đặt tên con là Kim Phúc Thịnh, với mong ước con sẽ mang lại hạnh phúc, gia đình ấm êm thịnh vượng. Thế nhưng ước vọng bình dị ấy đã tàn nát khi hình hài đứa con ngày một trở nên quái lạ, da rẻ thì bỏng tróc, nứt toác. Xót xa lo lắng bao trùm suy nghĩ của những người làm cha làm mẹ. Anh Đa cho biết, để cháu không đau đớn, ngày nào chúng tôi cũng phải cho cháu uống thuốc, sức thuốc làm mềm da. Nếu không, da nó sẽ khô, nứt ra từng mảng và tróc như vảy rắn vậy. Nhiều người đến để xem, nhìn thấy hình thù của đứa con đều rất sợ hãi. Những mảnh huyết nhỏ li ti, căng mỏng, chỉ trực vỡ tung chẳng chịt, đàn chéo trên khắp thân thể của cháu nhỏ. Nó cứ khóc ngặt ngặt, ngất lịm đi rồi tỉnh lại, tỉnh rồi lại khóc. Đó là điệp khúc hàng ngày, hàng đêm của một sự sống chưa đầy 12 tháng tuổi. Bằng mắt thường có thể cảm nhận được nỗi đau mà cháu nhỏ đang phải gánh chịu. Một số đoàn từ thiện về xã Vĩnh Hải để hỗ trợ cho người mù, nghe được chuyện của cháu nhỏ da rắn, đã lặn lội tìm đến chia sẻ và giang tay hỗ trợ một chút quà cáp.
Thế nhưng tai ác là họ đã đưa câu chuyện này đi theo dệt và lan truyền khắp vùng, rằng ở ấp Trà Xét ấy có một con rắn hóa kiếp người, rằng nghiệp chướng từ đời nọ đến đời kia, khiến cho người hiếu kỳ tìm về nhộn nhịp khắp cả cánh đồng hành nhà anh Đa. Họ đã ném những ánh nhìn đầy kỳ thị và ai oán về phía vợ chồng anh, về đứa con nhỏ của vợ chồng anh. Bé Thịnh lột da như rắn, bong tróc hết lớp này đến lớp khác, tưởng như da thịt cháu ngày càng nhỏ đi, mong manh hơn và yếu ớt hơn. Anh Đa thừa nhận, thời điểm chị Quan mang thai, anh đi làm ruộng. Trên đường về, lúc nhập nhọ tối, thì có nhìn thấy một con rắn màu đen rất to mà anh không biết đó là rắn gì. Sẵn có dụng cụ ở trên tay, anh đã đuổi theo, lấy mạng con rắn, rồi xách về làm thịt cho cả nhà ăn. Con rắn nặng khoảng hơn 1 cân. Thịt rắn luôn là một món khoái khẩu với người nông dân chân lấm tay bùn như anh. Hại rắn và ăn thịt rắn không còn là điều lạ lẫm ở vùng đất này. Nghe người ta đồn rắn về báo oán, vợ chồng anh cũng rất hoang mang. Nếu đứa con sinh ra khỏe mạnh thì chắc cũng sẽ chẳng có gì đáng nói ở đây. Dù nhân chính xác vẫn chưa được tìm ra, mà lời đồn anh nghiệm thấy thì lại có phần đúng. Nhìn thấy thân thể non nớt của con ngày nào cũng lột ra, những người làm cha mẹ lòng đau xót. Vợ chồng anh Đa đã bế con đi khám ở bệnh viện trên trung tâm thành phố Sóc Trăng. Thế nhưng, bác sĩ chỉ cho uống thuốc và bôi ngoài da rồi bảo về nhà tự điều trị. Rất nhiều bệnh án được đưa ra, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được chính thức cháu đã mắc phải căn bệnh gì, vì các kết luận mỗi nơi lại một khác nhau. Căn bệnh lạ này của cháu rất nhạy cảm với thời tiết. Nếu trái gió trở trời hoặc là trời se lạnh thì da sẽ bị nứt toác ngay. Hiện tượng nứt bắt đầu tại vùng da mới. Sau khi khô đi thì sẽ xuất hiện những vết rạn, sau đó sẽ da ra, rồi tróc thành từng mảng. Khi vết thương chớm lành thì lại một đợt nứt khác chèn lên vết cũ. Cứ vậy không bao giờ lành được. Việc chăm sóc cháu Phúc Thịnh chỉ có vợ chồng anh Đa mới làm được. Bế ấm cháu phải hết sức nhẹ nhàng, như thể là nâng một cái trứng non. Khi tắm cho cháu cũng không dám dội nước mạnh, phải lấy khăn mặt mỏng lau nhẹ nhẹ ở bên ngoài. Như thế cũng gây bóc da và tòe huyết. Đêm đến cháu chỉ ngủ sau khi khóc quá mệt, và hầu như vợ chồng của anh Đa chưa bao giờ được tròn giấc từ ngày sinh cháu ra. Theo quan sát của mọi người, hiện tại cháu nhỏ đã bị nứt toàn thân, trong đó những vùng da non như vùng cổ, vùng háng, vùng bụng là nứt nhiều nhất. Đường nứt cứ đan chéo xếp lớp như vảy rắn vậy, màu thì cứ trắng bệch. Chỉ cần cháu cử động một chút thì sẽ làm tổn thương bất cứ phần nào của cơ thể. Cháu Thịnh không ăn được bất cứ một loại thức ăn nào, tất cả đều phải nhờ vào sữa mẹ. Nguyện vọng của anh Đa muốn đưa con lên bệnh viện chuyên khoa da liễu ở thành phố Hồ Chí Minh để chẩn đoán chính xác về căn bệnh này, để xóa tan đi lời đồn quái ác đang đè nặng tâm lý, nhưng vẫn chưa kiếm đủ tiền để có thể ôm con đi. Mỗi tháng anh chị tốn từ 1 đến 1,5 triệu tiền thuốc kháng sinh và giảm đau cho con. Ngày nào không bôi thuốc thì da con lại tróc nhiều hơn, nghiêm trọng hơn, và con cũng khóc rất nhiều. Nói về hiện tượng lạ lùng trên, giới y khoa nhận định tại Việt Nam đã có vài trường hợp mắc bệnh giống hoặc tương tự như cháu Thịnh. Nguyên nhân là do nhiễm ký sinh trùng qua đường ăn uống, qua da hoặc là từ trong bụng mẹ. Loại bệnh này có thể chia làm 3 mức độ khác nhau. Nặng nhất là ký sinh trùng xâm nhập hệ thần kinh trung ương như não, màng não, rồi gây tác động trực tiếp có thể dẫn đến thương vong. Mức thứ hai là ký sinh trùng xâm nhập qua nội tạng, làm hư tổn các bộ phận bài tiết như gan, thận, phổi. Trường hợp thứ ba là ký sinh trùng gây tổn thương ngoài da, ít nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bệnh tình lại kéo dài gây khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe. Các bác sĩ chuyên khoa đã khuyên con người chúng ta nên sử dụng thức ăn nấu chín, không ăn tiết canh hoặc là ở dạng tái của những loài động vật sống. Quay lại với trường hợp của cháu Thịnh, ông Hoàng Văn Hướng, Phó Chủ tịch xã Vĩnh Hải nói rằng, về bệnh lạ của cháu thì xã chưa nghe, nhưng hiện tại xã đang ghi nhận một trường hợp bệnh lạ. Người này trước đây đang khỏe mạnh bình thường, nhưng sau khi ăn thịt rắn thì mắc bệnh, nằm liệt một chỗ, da nứt xù xì, móng chân và tay dài trông rất ghê rợn. Đến nay không ai biết là người này mắc phải bệnh gì. Bà Trần Thị Thu, Phó trưởng trạm y tế xã Vĩnh Hải thì lại cho biết, trường hợp cháu Thịnh chúng tôi vẫn chưa được biết vì chưa thấy người nhà bế con lên thăm khám lần nào. Tuy nhiên tôi khẳng định, căn bệnh lột da như mô tả thì không phải là từ việc ăn rắn độc.